Vâng, xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đang có nhiều dự định lớn trong tháng 12 âm lịch mà không biết rằng tháng 12 âm lịch này có phải là một thời điểm tốt để các bạn dự tính cho công việc hay là không đây, thì hãy cùng với tử vi 247 chúng ta khám phá tử vi cho tuổi Tân Tỵ trong tháng 12 này nhé. Để biết thêm chi tiết về những thuận lợi và khó khăn mà bạn phải đối mặt trong tháng 12 này là những gì và tử vi của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 12 này sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về các phương diện như là tình duyên, học tập, công danh sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả những điều tốt xấu ở mọi phương diện của mình trong tháng 12 này. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín và đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng thích ứng được rất tốt. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng lại nóng tính, thích giao tiếp, trao đổi, tính cách hướng ngoại. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động và ưa náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự, trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Nhìn chung tháng này, các gia chủ có thiên thời địa lợi nhân hòa, thời vận, sao chiếu mệnh đều tốt, nên công việc, danh vọng, tài lộc đều tốt đẹp. Tuy nhiên vẫn không tránh được những khó khăn nhỏ, nhưng chỉ cần cố gắng sẽ vượt qua. Tân âm kim, gặp tân âm kim nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Tỵ cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng, họ có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Thưa quý vị, trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Tỵ sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp. Tuổi đời còn trẻ, cho nên tuổi Tân Tỵ có thể cảm thấy hoang mang khi bước vào công việc mới. Bạn cần phải chủ động tham khảo ý kiến người thân, bạn bè, chia sẻ để nắm bắt thông tin chính thống, tránh tình trạng bị lừa gạt, tiền mất, tật mang. Tháng này, bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho các hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Tuổi Tân Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Phong thủy lộc tài khuyên rằng bạn cần phải nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để cho vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Ngoài ra, chuyện học hành hay xin việc có chút tốn kém nên chuẩn bị sẵn khoản tích lũy để đề phòng. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay là xui hơn chính là phạm luật bị phạt. Gia chủ Tân Tỵ, nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc. Không ai biết ngày mai có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Trong tháng 12 âm lịch, gia chủ Tân Tỵ tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, nhắc nhở tuổi Tân Tỵ cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Cần phải chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng, nhưng khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều công việc cùng một lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Người tuổi Tân Tỵ còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Mệnh chủ Tân Tỵ sinh năm 2001, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho vật phẩm mang lại phong thủy tốt nhất cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, Tân Tỵ vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh mà bạn không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố gắng dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Mệnh chủ Tân Tỵ có thể sẽ tự đẩy người yêu mình ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh chính là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ rằng mình đang sắp tìm thấy đường ra. Bạn nên cẩn thận, cả bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng không hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc thì không nên. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
năm nay thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta phải luôn vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.